Chả bố cái loại sỏ xiên, ăn cho lắm vào rồi dừng mỡ để xiên sỏ người khác. Mẹ về rồi đấy ạ. Mẹ uống nước đấy ạ. Tôi không cần. Chị có hiếu ý, thì chị đẻ đi. Đẻ cho tôi thằng cháu đích tôn nối dõi đi. Mẹ, người ta nói cũng có sai, gái độc thì không con. Nhà tôi đúng là vô phúc thì mới ra cái nông nỗi này. Chị là còn oan ức cái nỗi gì nữa? Mẹ, sao mẹ lại nói vợ con thế ạ? Vợ con cũng đã làm hết sức mình rồi mà. Không đẻ được con được cháu cho nhà chồng ấy là tội bất hiếu. Lấy vợ học cao học rộng cho lắm vào để mà làm cái gì? Bây giờ không có con không có cháu. Trời ơi, nhục ơi là nhục. Con cái nó là cái duyên cái số, có phải là cứ muốn là được đâu à? Cứ từ từ, giờ bộ con khác có cháu cho mẹ ạ. Anh ấy, anh cứ đội vợ anh lên đầu đi. Anh có coi lời nói của tôi ra cái gì đâu hả? Mẹ, em đừng để ý lời mẹ nói làm gì cả. Cũng tại vì mẹ mong có cháu quá nên mới nặng lời với em như thế. Cứ từ từ, rồi hai vợ chồng mình sẽ sinh con. Lúc đấy mẹ sẽ hiểu thôi. Không thể có được đâu anh ạ. Không có cũng không sao cả. Miễn là hai vợ chồng mình thương yêu nhau là được. Cũng tại vì mẹ cũng mong có cháu quá nên mới như thế đấy. Cảm ơn anh vì đã luôn động viên em. Em cũng hiểu cho mẹ mà. Chính bản thân em cũng luôn mong có con để được bồng bế, được chăm sóc cho nó. Anh hiểu mà. Anh cũng mong được như vậy. Hay là vợ chồng mình nhận con nuôi đi. Có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con ở trong nhà, chắc nhà mình cũng sẽ vui hơn đấy. Chuyện này cứ từ từ nhé. Chiều tôi sẽ lên ký giấy tờ sau. Còn việc ở công ty thì cứ để chồng tôi thay tôi là được mà. Sao lại có tiếng trẻ sơ sinh khóc ở đây nhỉ? Ai lại để đứa bé ở đây nhỉ? Tội nghiệp. Cháu chỉ mới sinh được có vài ngày thôi. Tôi là một người mẹ bị mắc bệnh, sắp không qua khỏi. Mong cô thương tình nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Đội ơn cô. Coi như con và cô có duyên với nhau. Từ nay con sẽ là con của mẹ. Con nuôi á? Chị bị điên rồi hả? Tự nhiên nhận người dưng nước lã về để chăm nuôi là sao? Tôi á, tôi cần là chị đẻ cháu cho tôi kìa. Em đã suy nghĩ chưa? Vợ chồng con 5 năm nay chưa có con. Đứa bé này chính là món quà mà ông trời ban tặng cho con, nên con quyết định sẽ giữ lại nó. Mong mẹ hiểu cho con ạ. Cái gì? Chị... Thôi được rồi. Nếu như mà đấy là mong muốn của em, anh ủng hộ. Dù sao thì có thêm đứa trẻ con ở trong nhà cũng sẽ ấm cúng hơn mẹ ạ. Rồi sau này có được con nữa thì càng tốt. Cảm ơn chồng. Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em. Ý kiến của tôi các người không coi là gì đúng không? Thưa mẹ, em cứ để anh. Nào, ra đây bà ẵm tí nào. Yêu quá. Hôm qua mẹ hơi nóng nảy nên là mới nói như vậy. Thằng Phương nó cũng nói chuyện với mẹ nên mẹ nghĩ lại rồi. Đôi khi đứa trẻ này nó đến với nhà mình cũng là cái duyên con ạ.
biết đâu nhờ nó rồi sau này vợ chồng con lại sòn sòn vài đứa ấy chứ. Cảm ơn mẹ. Con dâu ạ, mẹ đang tính thế này, nhà mình bây giờ ấy có người già hay ốm đau, lại còn có cả trẻ sơ sinh nữa, mẹ sợ con phải vất vả nhiều đấy. Mẹ có đứa cháu phía bên ngoại đằng xa, nó đang muốn lên trên này tìm việc làm, hay là mình thuê nó về làm giúp việc nhà mình đi, nhà cửa vừa sạch sẽ lại vừa yên tâm nữa. Vâng ạ, thế thì tốt quá. Với lại mẹ nghĩ con nên nghỉ 1-2 năm ở nhà trông con cái cho nó cứng cáp. Công việc của công ty con giao cho thằng Phương nó quản lý cho. Chuyện này... Sao? Con còn lăn tăn gì nữa? Hay là con thấy năng lực của thằng Phương nó không bằng con? Dạ không, con không có ý đó đâu ạ. Con ạ, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ ấy, mà cứ tập trung quá vào sự nghiệp là không chăm lo được cho gia đình đâu. Con nên học cách làm vợ làm mẹ đi. Dạ vâng, chuyện này con sẽ suy nghĩ thêm ạ. Thôi được rồi, thế để mẹ vào xem cháu thế nào nhá. Vâng ạ. Không ngờ cũng có ngày mẹ lại hạnh phúc như vậy. Mẹ nói đúng, mình cũng nên giảm bớt công việc lại thôi. Cháu không ngồi xuống đây ăn chung luôn đi. Dạ thôi, mọi người cứ ăn đi ạ, lát cháu ăn sau. Hay cái con này, cùng là người nhà với nhau cả mà cứ hay phân với chả biệt. Ngồi xuống đây ăn cơm cùng với bà với cô chú cho nó vui. Ngồi xuống đây. Đúng rồi đấy, nhà chú là không có phân biệt giúp việc hay là chủ nhà đâu. Ngồi xuống đi nhá. Đúng đấy, cháu cứ ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn mẹ ạ. Mà công nhận Ngọc khéo thật đấy. Cụ Bón cứ đang khóc mà sang tay cháu là nín mặt luôn. Chắc là tại vì cháu ở quê, bé em từ nhỏ cho nên là cũng quen rồi ạ. Cháu mời cả nhà ạ. Ăn đi. Làm cái gì mà cứ hùng hục như trâu ấy, phi về nhà cái là đòi. Mà em nhá, em chịu hết nổi rồi đấy. Là mẹ cũng không được công khai, xong rồi anh suốt ngày chồng chồng vợ vợ với chị ta. Em lo gì, anh đã hứa là nhất định sẽ thực hiện được, rồi tất cả sẽ là của em hết thôi. Từ từ nào, con vừa mới ngủ nó dậy bây giờ đấy. Này, hai đứa khẽ khẽ thôi cho cháu nội tôi nó ngủ. Giáo ơi, cứ làm như là thiếu thốn lắm ý. Thì bây giờ mày cũng đã được tọa nguyện khi mà có một đứa cháu đích tôn được gì nữa. Tất cả cũng là nhờ công của Ngọc. Thế mẹ không muốn có thêm à? Muốn thì muốn rồi, nhưng mà chuyện đại sự vẫn chưa giải quyết xong, nhỡ lộ ra một cái thì hỏng hết à. Mẹ cứ yên tâm đi, mọi việc cô đã lo xong hết rồi. Cô ta đã trao quyền điều hành công ty cho con. Từ giờ trở đi, cô đã là một giám đốc của một công ty lớn rồi mẹ. Thật á? Thế là từ nay trở đi con đã làm giám đốc điều hành cả một công ty ạ? À? Vâng. Anh đúng là túc trí đa mưu nhá. Em chúc mừng anh, em chúc mừng mẹ ạ. Con trai mẹ đúng là mưu sâu kế hiểm, vừa có con trai nối dõi lại vừa có cả một công ty. Ôi, phen này á thì đố đứa nào dám lên mặt với mẹ nhá. Chứ còn gì nữa, còn nóng này hấp tấp như mẹ có khi mất cả chì lẫn chài rồi cũng nên ấy. Thôi được rồi, không làm phiền nữa. Hai đứa cứ tự nhiên đi nhá. Dạ vâng ạ. Đấy, mẹ đồng ý chứ mà lại. Lại quá như vậy. Chú cháu mà làm chó mèo chuột trong nhà tôi như thế à? Nếu mà cô đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Chả có chuyện chú cháu gì ở đây cả. Anh nói cái gì cơ? Để tôi nói cho chị nghe nhá. Tôi chính là mẹ ruột của bé Bon, cái đứa trẻ mà chị mang về làm con nuôi ấy. Tất nhiên là chẳng có chuyện chú cháu gì ở đây cả. Anh Phương chính là bố của đứa bé. Hóa ra là các người lừa tôi. Khốn kiếp. Con làm bà vô dụng này. Không đẻ được thì phải để cho người khác đẻ chứ.
Cả mẹ cũng vậy sao ạ? Mẹ biết chuyện này mà giấu con đúng không ạ? Ừ, tôi biết thì tôi mới cho cô nhận nuôi, chứ không thì đời nào. Thì ra là các người lừa tôi. Cả chuyện chuyển đổi quyền điều hành cho anh cũng là anh lừa tôi đúng không? Đúng rồi đấy. Bây giờ mọi việc xong xuôi rồi, mời cô bước ra khỏi nhà của tôi. À đúng rồi, có chuyện ly hôn đấy. Ra tòa đi. Cái gì tôi chia được cho cô tôi sẽ chia. Anh khốn nạn. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi chẳng còn gì để lưu luyến ở cái nhà này nữa. Coi như là tôi đã tin lầm, yếu lầm người. Muộn rồi, chỗ này ý, bây giờ là của tôi. Con trai mẹ đúng là rất hợp ngồi ở cái vị trí này. Rồi đấy ạ, mẹ đã là mẹ giám đốc rồi đấy ạ. Còn con dâu, con cũng là vợ giám đốc rồi còn gì nữa. Chồng hai người vui vẻ chưa kìa. Chúng ta sẽ... Alo, đúng rồi là tôi đây. Phương, giám đốc của công ty Hay Online. Sao cơ? Vay nợ 15 tỷ á? Tôi á? Cái gì? Công ty bị phá sản? Anh vừa nói cái gì cơ? Alo? Alo? Sao thế con? Có chuyện gì thế hả anh? Có thông báo nội bộ là công ty bị phá sản và phải trả khoản nợ là 15 tỷ, đứng tên giám đốc là con. Trời, sao chuyện gì thế này? Sao con không biết gì hết vậy? Nghĩa là sao hả con? Con cứ tưởng là làm giám đốc là giàu có, là quyền lực, chứ ai ngờ lại là một hố sâu không lối thoát mẹ ơi. Trời ạ, sao mà anh ngu thế? Cái lúc bàn giao sao không xem kỹ đi? Sao tôi lại rút đầu vào anh cơ chứ? Thôi vào anh, kết thúc đi. Cái gì? Em vừa nói cái gì cơ? Ngọc, con nói thế là sao? Các người thấy món quà nhân ngày nhận trước thế nào? Có to không? Chắc chắn là cô ta đã lừa anh để anh gánh tội gánh nợ thay rồi đấy. Ừ. Cô thông minh hơn hai người này đấy. Cô biết chuyện này từ khi nào? Tôi á? À, đó là lúc... Lạ thật đấy, cứ sang tay cô cháu này là lại nín. Chẳng lẽ nào đó là sữa mẹ? Tại sao đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, rồi mẹ đột nhiên lại thay đổi với mình, rồi lại còn tìm giúp việc nữa? Chẳng lẽ phải kiểm tra mới được. Nào, vào đây với anh. Nhớ vợ anh về thì sao? Cô ta đang ở công ty, biết làm sao được. Con thấy bây giờ đấy. Thì anh và em cũng làm vậy, mới sinh ra nó mà. Nào, vào đây. Hai đứa làm gì thì phải khóa cửa vào chứ. Nhỡ con Linh nó về, nó biết là hỏng chuyện đấy. Đừng có để cho nó nghi ngờ, hỏng hết kế hoạch bây giờ. Mẹ thuyết phục mãi nó mới chịu an phận để giao công ty cho con đấy. Các người thích diễn chứ gì? Được, tôi sẽ diễn cùng các người. Cả những gì tốt đẹp thì tôi đã đều nhận về mình hết rồi. Chỉ còn lại đống nợ và công ty này thì tôi để lại cho anh đấy. Thì ra cô biết hết, nhưng lại giả vờ không biết để gài bẫy tôi. Cô thật là đáng sợ mà. Thì tất cả đều là từ anh và mẹ anh đào tạo nên mà. Chỉ là tôi gắt hơn thôi. Con dâu, mẹ sai rồi. Mong con tha thứ cho thằng Phương. Hãy cứu đi nó. Dù gì thì hai đứa cũng từng là vợ chồng mà. Bà mà cũng nói được câu đấy à? Lúc lừa tôi
thì bà và anh ta có nghĩ đến tình nghĩa bao năm nay không? Có trách thì trách bản thân mình thôi. Người ta nói là gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà. À, tiện đây tôi còn có thêm một món quà nữa, cũng là tình nghĩa bao năm qua. Đúng vậy, người không sinh được con không phải là tôi, mà chính là anh ta. Chỉ vì sợ bà và anh ta buồn nên tôi mới không nói ra điều này. Còn bây giờ thì tôi phải về gây dựng công ty mới đây. Xin chào. Mày dám lừa mẹ con tao à? Mày bắt con trai tao bỏ bỏ à? Con khốn ơi, thì già trước rồi. Cô ta dám nuôi con mày. À, trời ơi. Em như thế này đàn ông người ta lại càng thích. Có chuyện gì mà chị gọi em dậy sớm đấy? Chị muốn em nhìn thấy cái này này. Anh thấy em đang làm cái hành động nhạy cảm thế, anh không dám lên tiếng. Em hong khô còn trong thôi. Lúc nãy gội đầu cho chị Linh nên bị ướt. Váy ngoài thì khô rồi, mà quần trong thì vẫn chưa khô. Nghe thương nhở? Có mỗi một cái quần nhỏ mà lại đang hong khô thì có nghĩa là em đã không mặc gì à? Em xin lỗi ạ. Có gì đâu mà xin lỗi. Em như thế này đàn ông người ta lại càng thích. Thôi anh đùa thôi. Em làm cái gì mà cứ như là anh sắp ăn tươi nuốt sống em không bằng ấy. Thôi mặc quần vào đi. Có chuyện gì thế anh? Anh không thể hiểu nổi vợ anh nữa. Anh vào bên trong quan tâm hỏi han cô ấy thì cô ấy trả lời cộc lốc, lại còn trách anh là không quan tâm, suốt ngày đi làm từ sáng tới tối tịt mới về. Thì đúng là ngày nào anh cũng đi làm cả ngày mà. Mà cô ấy còn nói với anh á, anh thuê em về để chăm sóc cô ấy, chỉ để gánh thay cái phần trách nhiệm mà anh sẽ phải làm cho cô ấy thôi. Uầy, sao chị Linh lại nghĩ anh là người như thế nhở? Tội nghiệp anh quá. Anh rất là bận. Anh tốn không biết bao nhiêu công sức để tìm một người hoàn hảo, có chuyên môn chăm sóc cô ấy như em. Thế mà cô ấy chẳng biết gì cả, chỉ có quay sang trách móc anh thôi. Thôi, anh đừng giận chị ấy nữa. Chị ấy bị tai nạn, khiến chân không đi lại được, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi, nên tâm trạng nó bí bách khó chịu đấy. Bị tai nạn về chân chứ có phải là bị về đầu đâu mà, nói ra mấy cái lời mất não như thế được. Anh thông cảm cho chị ấy đi. Nếu mà anh không thích ấy, thì anh đừng lại gần nữa, cho nhau khoảng không gian riêng. Hay là em nấu món gì cho anh ăn nhá? Em đúng là một người phụ nữ hiểu chuyện. Trả bù cho con vợ anh. Giá mà cô ấy bằng một phần, một góc của em thôi thì chắc là anh cũng được nhờ rồi. Sao tự dưng hôm nay đưa chị đi dạo thế? Chắc là thấy tối qua anh chị cãi nhau nên là định dỗ chị đúng không? Tâm trạng tệ nên ra ngoài đi dạo chị ạ. Chứ cứ rú rú trong nhà như thế khó chịu, bực dọc lắm. Chị ơi, hôm nay tập đứng dậy nhá. Anh xin lỗi. Anh chị làm lành chưa ạ? Rồi. Chưa em.
Thôi, anh Thắng đi lên trước đi. Để một mình em đẩy chị Linh cũng được. Thôi, em là con gái, ai lại để như thế? Để anh đẩy đỡ cho. Sao đấy? Sao đang đi tự dưng dừng lại đấy? Em thấy đoạn đường này vỉa hè rất là bằng phẳng, rất thích hợp để chị tập đấy. Mình tập nhé chị. Để em đỡ chị vậy. Để anh đỡ em. Cậu nói cái gì cơ? Hợp đồng bị hủy là sao? Cậu có biết hợp đồng quan trọng với tôi như thế nào không? Tìm phương án giải quyết. Ngày mai trình lên cho tôi. Công việc của anh đang gặp trục trặc à? Anh uống cốc nước cam mà cho Hạ Hòa đi. Em thấy thương anh thật đấy. Đi làm vất vả cực nhọc mà về nhà chẳng có ai quan tâm chăm sóc anh cả. Có bà vợ thì lại nằm một chỗ. Thế em có muốn là người chăm sóc anh không? Chị ơi, bà đỡ chị dậy với. Chị Linh ơi, em đau bụng quá, chắc là em không chịu nữa đâu. Đưa chị lên giường đã, vội thế. Thôi rồi, coi như đây là dịp để mình thử đứng lên vậy. Anh mang đồ vào viện cho chị ta rồi về sớm với em đấy nhá. Đừng ở lại lâu với chị ta. Trong viện cũng có đầy y tá mà. Anh có nói chuyện với bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo Linh bị ngã ra sàn, chân bị va đập mạnh nên phải nằm lại viện để kiểm tra. Anh sẽ chủ động nói chuyện với bác sĩ, để cho cô ta ở trong đấy tầm 1 tháng, để cho hai đứa mình tiện hô hí với nhau. Nhớ cái mồm ấy nhá. Thôi anh đi đi, tôi còn về với em nữa. Phải tranh thủ lúc vợ anh đi viện chứ nhở. Mà sao con vợ anh lại bị ngã vậy? Thì chị ta sốt sắng việc đi đứng ấy mà. Lúc đó em đang đi vệ sinh, chị ta tự đứng dậy rồi ngã thôi. Lâu lắm rồi anh không được làm cái chuyện kia rồi. Người anh đã đang héo hon hết cả vào đây này. Em biết mà, cho nên đêm nay em sang để tưới mát cho anh đấy. Nhưng mà mình có quan hệ lén lút sau lưng chị ta mãi à? Đằng nào chị ta cũng là người tàn phế rồi. Anh bỏ quách chị ta đi. Muốn bỏ là bỏ được đâu em. Cô ta có cổ phần ở trong công ty anh đấy. Thôi, em chịu khó một thời gian. Khi nào vị trí của anh vững chắc, anh sẽ cho em một danh phận. Được không? Có chuyện gì mà chị gọi em dậy sớm đấy?
chị muốn em nhìn thấy cái này này. Vui quá Trinh ạ. Đáng lẽ chị ta phải càng ngày càng yếu đi để mình còn sớm chiếm được anh Đắng chứ. Sao lại thành thế này? Giờ chị sắp đi lại được rồi, chị có thể sống như một người bình thường. Chị sẽ có thể đẻ con cho anh Thắng. Đẻ con á? Không thể để chị ta ràng buộc gì thêm với anh Thắng được. Không thì biết đến bao giờ mình mới làm chủ được căn nhà này. Chị dám tát tôi à? Chẳng phải cô định đẩy tôi ngã xuống cầu thang sao? Chắc hẳn cô muốn tôi tiêu đời lắm nhỉ? Em không như gì chị nghĩ đâu. Mà sao chân chị? Anh, em tưởng anh đi làm từ sáng rồi mà. Sao lại ở đây? Là do tôi bảo anh ấy giả vờ đi làm để chứng kiến xem khi cô nhìn thấy tôi đi lại được bình thường thì cô còn định giở trò gì nữa. Tôi biết cú ngã lần trước của tôi cũng là do cô bày trò, nhưng may mắn là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm. Đợt vừa rồi ở trong bệnh viện, Linh đã gặp một vị giáo sư chuyên về phục hồi chức năng, nên cô ấy đã tích cực tập đi lại. Nhưng mà muốn anh giữ bí mật về chuyện này. Nói như vậy là sao? Anh đứng về bên phía chị ta. Linh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, nên anh không có sự lựa chọn nào khác. Nói chính xác thì là cô chẳng có giá trị gì để anh ấy lựa chọn cô cả. Bớt mộng tưởng đi. Hành động của cô đã được camera ghi lại. Tôi sẽ kiện cô vì tội cố ý gây thương tích. Tôi sẽ tính sổ với cô từng chuyện một. Cứ chờ đấy. Để anh đưa em vào nhà. Linh à, là tôi để thấp nhất rồi đấy, không giảm được nữa đâu. Không, cái chỗ đấy đất đẹp. Nếu như tôi không có việc cần dùng thì tôi không bao giờ bán đâu. Mẹ mình lại có mảnh đất nào ở quê à? Sao mình không biết nhỉ? Chắc là định bán đất đi lấy tiền cho mấy đứa ở dưới quê rồi. Không thể như thế được. Phải định ngay cho mình tiền thôi. Khi có tiền rồi thì mình không phải đi kiếm việc nữa. Chỉ cần ngồi vậy cũng có đồ ăn răng tận mồm. Lạ thật đấy. Sao dạo này tiền cứ càng ngày càng hao hụt thế nhở? Rõ ràng hôm qua mình vừa để 3 triệu vào đây mà. Này, em nói thế là có ý gì? Nhà này có 3 người, anh em cả mẹ. Em nói thế chả khác gì bảo là anh hay là mẹ lấy trộm tiền của em cả. Em không có ý đó. Nhưng mà rõ ràng hôm qua em vừa để tiền vào đây. Em định tích góp để gửi tiền về cho ông bà. Chứ sắp đến mùa mưa rồi, nếu không sửa lại nhà thì dột tội ông bà lắm. Cô ấy suốt ngày chỉ biết đem tiền về cho nhà ngoại thôi. Ở nhà chồng thì phải lo cho nhà chồng chứ, cứ nhà ngoại à? Ở cái nhà này còn cái gì em không lo nữa anh? Mà em nói rồi đấy, dạo này nhà mình còn nhiều việc phải lo. Anh mau kiếm việc gì mà làm đi.
Chứ em thấy anh ở nhà cả năm nay rồi đấy. Cô không cần phải nhắc. Này, tôi đường đường ấy cũng tốt nghiệp bằng kỹ sư da đấy. Không phải là mới được việc gì cũng làm đâu. Cứ từ từ. Thì em cứ nói thế, để anh Liệu mà tính toán thôi. Giờ em đi làm đây. Mẹ, sắp tới là nghỉ lễ, con có ít tiền biếu mẹ. Mẹ thích đi chơi đâu, ăn uống như thế nào, mẹ cứ dùng hết mẹ nhá. Ui, dùng thoải mái. Ý, con cho tiền mẹ. Vâng. Ui, sao hôm nay con lại thảo thế, cho tiền mẹ. Mẹ là mẹ của con mà, con không biếu mẹ thì biếu ai. Ui, sao nhiều thế này, những 10 triệu cơ á. Đúng là đẻ được đứa con khôn ấy mắt lòng rười rượi. Có được đứa con vừa thông minh vừa học giỏi đấy, vừa kiếm tiền giỏi nữa. Ôi, mẹ mừng lắm con à. Mẹ cứ khen con thôi. Mà mẹ có khen ấy, đừng có khen xuông mẹ nhá. Thì mẹ có tiếc anh cái gì đâu. Chỉ có vợ con ấy nó kẹt xỉ lắm. Suốt ngày đi mua mua sắm sắm. Nhưng mà tuyệt nhiên nó chưa bao giờ mua cho mẹ chồng một thứ gì cả. Mà mẹ tính cả năm nay rồi, nó biếu mẹ một đồng nào đâu. Con thấy Linh cũng vất vả mà mẹ. Con thấy nhưng mẹ không thấy. Mẹ chỉ thấy suốt ngày nó ở trong phòng, chả hiểu nó làm cái gì cả. Xong rồi quần là áo lượt đi ra ngoài, chả biết là đi ký hợp đồng hay là đi hẹn hò với Giai. Chỉ thương con Giai mẹ thôi, suốt ngày làm việc kiếm tiền, khổ thân. Dạ. Phương ơi. Dạ. Có việc gì đấy mẹ? À, mẹ định bảo con chở mẹ đi chợ một tí. Ôi, con đang bận lắm, con đang một đống việc này. Thời gian ngủ chả có, thôi mẹ tự làm đi. Thôi được rồi, con làm việc tiếp đi. Vâng. Linh, đưa tôi đi mua ít đồ. Mẹ đợi con một chút được không ạ? Con đang làm dở việc. Việc gì thì cũng bỏ đấy, không làm nữa. Làm được vài cái đồng bạc lẻ không bằng tiền để ăn quà vặt hàng tháng mà cũng đòi làm à? Không nói nhiều, bỏ đấy, đưa tôi đi luôn đi. Nhanh cái chân lên. Có vài cái đồ đạc thôi mà cứ làm như là nặng nhọc lắm ý. Xong rồi thì lo cơm nước đi. Để cho thằng Phương nó làm việc xong nó còn có cơm mà ăn. À từ từ đã. Cô bê cái bộ bàn ghế này vào trong nhà cho tôi. Bộ bàn ghế này ạ? Hơi nặng, để con bảo anh Phương nhá. Không phải bảo. Nó còn phải làm việc. Để nó thức suốt đêm suốt hôm để kiếm tiền nuôi cả nhà đấy. Có phải ngồi chơi đâu mà cứ lúc nào cũng phải bảo nó. Nhưng mà nặng thế này thì con làm sao mà bê nổi á? Trời ơi, không bê được cũng phải cố mà bê vào. Thì bê đi còn gì nữa. Cửa của tôi rồi. Cô định phá nát cái nhà này ra đấy à?
con bị sái chân rồi hay sao mẹ ạ? Đau quá. Gâm, thôi. Thôi, cô đứng dậy đi, cô không phải diễn nữa. Sái chân hay là cô lười biếng không muốn làm hả? Thì nói con dâu ở đâu ra mà chỉ thích ngồi không ăn bám đấy, để cho mẹ chồng với chồng hầu hạ như thế này đấy. Sao mẹ lại có thể nói như thế được chứ? Con để mẹ, để anh Phương phải hầu hạ con bao giờ mà mẹ nói như thế ạ? Thế con trai tôi đi kiếm tiền về để cho cô mặc sức tiêu xài, không phải hầu hạ thì là cái gì? Cô thì kiếm được mấy đồng mà cô lên mặt với tôi? Con kiếm được bao nhiêu tiền? Mẹ hỏi con trai mẹ sẽ rõ. Xem ai phải hầu ai ạ? À, bây giờ cô lại còn dám cãi tay đôi với mẹ chồng hả? Đúng là cái thứ con dâu hỗn láo. Nhà tôi ấy, bố Phúc thì phải có đứa con dâu như cô đấy. Ôi, hai mẹ con cãi nhau cái gì mà ồn ào thế? Chả tập trung làm việc được cả. Sự ghế lại vứt ở đây. Đây đây, thằng Phương, con ra đây. Ra đây, bây giờ có con đây rồi nhá. Con thử xem ai phải ai trái nào. Cái thứ con dâu ở đâu mà mẹ chồng nói một câu thì nó cãi lại 5-3 câu. Mẹ chỉ sai nó làm vài cái thứ vặt vánh thôi, thế mà bây giờ nó dám lên mặt với mẹ đấy. Em ăn nói mẹ kiểu gì đấy? Anh hỏi mẹ anh ấy, em bị ngã sái chân, mẹ không hỏi han quan tâm thì thôi, lại còn đi lo cho cái cửa bị xước nữa. Mẹ nhờ em tí việc thiếu làm sao không? Anh xem, em thì bận bao nhiêu là việc chạy đôn chạy đáo cả ngày, còn anh chỉ việc ở nhà ở chơi game, anh nói như thế à? Này, cô đừng có tưởng là làm ra tí đồng bạc mà lên tiếng nhá. Anh nói thế mà nghe được à? Nếu kiếm tiền với anh mà dễ như thế thì sao anh không ra ngoài kiếm việc mà làm đi? Ở nhà ăn bám em làm cái gì? Câm mồm! Tôi chả cái gì phải câm cả. Anh thất nghiệp ở nhà cả năm nay, tôi không thèm nói. Giờ anh còn ăn trộm tiền của tôi để tiêu xài. Anh đừng có tưởng tôi không biết. Tôi bảo là cô câm mồm rồi. Anh dám tát tôi? Tôi đã nhân nhượng anh, nhưng anh càng ngày càng quá đáng. Anh đúng là loại đàn ông bất tài vô dụng, khốn nạn! Tôi đã bảo là cô câm mồm rồi mà. Ở được đi ở, không ở được thì cút! Không cần phải đuổi, tôi tự đi. Để tôi chống mắt lên xem anh giống như thế nào. Đi đi, xem đi được mấy ngày. Gì thế hả mẹ? Thức ăn với gạo hết cả rồi, đưa tiền cho mẹ đi chợ. Ăn gì mà ăn lắm thế? Suốt ngày ăn với chả uống thôi. Con nói thế mà nghe được à? Cả tháng này con có đưa cho mẹ đồng nào đâu. Mẹ phải lấy cả tiền tiết kiệm của mẹ ra tiêu rồi đấy. Thôi gì mẹ cứ đi mà tính toán đi, có bận lắm. Ơ kìa. Hết rồi hả mẹ? Hết rồi. Ôi giời ơi, cơm này làm sao mà ăn được? Mỗi rau đi à? Mẹ có đưa tiền cho mẹ đâu mà đòi ăn ngon. Con làm gì có tiền mà đưa? Cái tiền đấy còn làm trộm Linh đưa cho mẹ đấy. Mẹ thấy mẹ làm việc cả ngày cả đêm, sao lại không có tiền? Làm đâu mà làm, con chơi game ấy. Tốt nghiệp cả năm nay rồi. Trời ơi, trời đất ơi là trời ơi. Thế bây giờ không có con Linh thì chết đói cả hai mẹ con à? Ôi trời ơi, ngu ơi là ngu cơ, ngu quá mẹ à. Chết đói làm sao được mà chết đói? Mẹ có bao nhiêu tiền bán đất ấy, sao bỏ ra mà dùng? Tiền à? Cái nào nữa? Tiền bán đất. Đất nào? Mẹ không phải giả vờ nhá. Hôm trước con nghe thấy mẹ nói điện thoại ấy, mẹ bảo là mẹ còn mảnh đất ở quê, vị trí nó đẹp lắm, mẹ không thèm bán thôi. Nhưng mà bán thì chắc cũng phải được mấy tỷ chứ nhỉ? Thế mà trả cho con được đồng nào ký bo dưỡng của riêng hả mẹ? Trời ơi, mày lại còn nói thế được hả con ơi? Ý ơi, con nói đúng, mẹ đánh con làm gì? Mảnh đất đấy là mảnh đất ở Nghĩa Trang, để dùng khi nào mẹ nằm xuống thì còn có chỗ chôn chỗ cất. Trời ơi, mẹ bán làm phép như thế chứ tiền tỷ ở đâu ra hả con? Mẹ nói thật đấy. Ôi trời ơi. Mẹ,
Mẹ thật à? Xin lỗi, con không thật à? Trời ơi, thế mà con lại cứ tưởng là... Mẹ, tại mẹ đây, mẹ khiến cho con đuổi Linh đi rồi. Bây giờ, sao lại khổ thế này? Cơm ngon cái ngọt đang quen, tự nhiên bây giờ phải ăn cái này. Trời ơi, khổ thế. Thì đúng là tại tao. Tại tao đẻ ra cái thằng con bất tài vô dụng như mày, cho nên bây giờ mới phải khổ như thế này. Ôi dồi ôi, bây giờ chết còn con cô đất mà chôn đi rồi ơi. Anh biết là em giả vờ ngủ rồi nha. Sang nhà ở nhờ mà lại sờ soạn nhầm vào người của bạn như thế này. Sao anh biết trên người nó có vết sẹo ở lưng? Sao hôm nay của em yêu to thế nhở? Khác hẳn mọi hôm. Chết chà, mắt nhắm mắt mở sờ nhầm sang bạn thân của người yêu mình rồi. Nhưng mà tại sao mình sờ bóp như thế mà cô ấy vẫn nằm im re không có phản ứng gì nhở? Bình thường là phải hét lên hoặc là hất tay mình ra rồi chứ. Hay là để thử lại phát nữa xem. Hóa ra là cũng thích nhỉ. Anh Thắng, dậy đây em đi làm đi. Trời ơi, sáng rồi đấy à? Nói bé thôi, cho trai nó còn ngủ. Dậy em đi làm đi. Hôm qua ngủ lạ nhà hay sao mà, hay là trúng gió mà. Anh dậy anh thấy đau đầu và buồn nôn quá. Hay là bị cảm rồi? Có sốt không? Anh không biết, nhưng mà mệt quá. Thôi, chắc là em đi xe ôm đi làm đi. Anh bắt taxi về phòng. Thôi, phòng anh mất điện từ hôm qua nên em mới phải sang phòng em ngủ mà. Bây giờ về đã có điện đâu. Đang ốm thì chớ. Bây giờ mà về đã nóng sợ còn ốm thêm à? Thôi, bây giờ anh cứ ngủ ở đây đi. Xong rồi lát nữa em đến giải quyết việc ở công ty. Xong rồi chiều em xin nghỉ sớm em về với anh nhá. Ừ, thôi vậy cũng được. Thế em chịu khó đi xe ôm đi làm. Anh ra ngoài sofa anh ngủ nhá. Chịu khó ra sofa ngủ đi nhá. Anh cố ngủ thêm một chút đi nhá. Chưa em xin về sớm rồi em mua cháo cho anh. Em đi làm đây. Anh biết là em giả vờ ngủ rồi nhá. Ban nãy lúc anh mắt nhắm mắt mở, anh sờ nhầm vào người em, cứ tưởng là Linh. Anh tính quay sang xin lỗi em, nhưng mà thấy thái độ của em có vẻ không muốn anh xin lỗi lắm nhở? Đúng rồi đấy, em không muốn anh xin lỗi Xuông đâu. Anh là bạn trai của bạn thân em, sang nhà ở nhờ mà lại sờ soạng nhầm vào người của bạn như thế này. Anh phải xin lỗi bằng hành động đấy. Thế bây giờ em muốn anh xin lỗi ở trên trước hay là dưới trước? Nhưng mà cái Linh đi làm chưa đấy? Em yên tâm, nó đi rồi thì mới dám vào đây chứ. Thế thì làm thôi anh. Này, sao vừa nãy anh biết em giả vờ ngủ hay thế? Từ lúc anh quay sang, anh sờ nhầm vào em mà anh thấy em im re thôi là anh biết ngay rồi. Anh đang ngủ với cả bạn thân, lại còn là bạn chung nhà của người yêu mình. Anh cũng sợ bị phát hiện à? Em sợ cái đích. Nó mà nghi ngờ
nó đã trả cho anh ngủ chung giường với cả em cả nó rồi. Nhưng mà con bạn em làm anh mất hứng làm sao? Mà phải dòm ngó cho cả em thế. Rồi, em nhắc đến nó làm cái gì? Người ngợm thì sồ sề, tính cách thì khó chịu, cổ hủ, làm anh mất cả hứng. Làm sao mà điêu luyện, sung sướng như em được? Vali đen ạ. Anh sao lúc nào đấy xong nhắn em? Anh trả nhắn em từ hôm qua, là anh sai anh mượn cái vali để đồ đi công tác cơ mà. Nhưng mà em tưởng anh đợi em ta làm về rồi tối mới sang chứ, ai biết anh sang giờ này đâu. Thì anh cũng tưởng là em về muộn nên anh mới chạy sang luôn nhờ trà xếp đồ vào vali này. Thôi anh để tạm vali ở đây đi, bây giờ mình đi ăn cái gì đấy xong rồi lát em đưa anh sang sân bay nhá. Trà, có đi ăn cùng bọn tao luôn không? À thôi, tao có hẹn rồi, hai người đi đi, mất công làm kỳ đà cả. Bye bye. Anh thì nhắn tin cho em nhá. Cái mí mắt của mình đâu nhở? Sao trong phòng mình lại có vỏ bao cao su nhở? Chả nhẽ cái Trà nó lại đem người yêu về đây. Nhưng mà nó làm gì đã có người yêu đâu. Mà khoan, đây là loại anh Thắng hay dùng mà. Chắc tại mình đang nghi quá thôi, không phải như thế đâu. Anh đặt bánh sinh nhật của em chưa? Anh đặt rồi, lát người ta giao đến. Ngơm sinh nhật bạn thân của các quan trọng hơn cả người yêu. Sinh nhật anh em làm kiểu khác mà. Cái Trà nó là bạn thân nhất của em, với cả bọn em sống chung phòng nữa, nên là không thể làm qua loa được. Này, em đang không biết chọn cái nào để làm quà sinh nhật cho Trà ấy. Anh xem cái nào ổn hơn. Em đang không biết chọn cái hở lưng hay là hở vai, tại vì ở trên người nó đang có vết sẹo từ hồi ngã xe. Thì đương nhiên là chọn cái hở vai rồi, chứ lưng Trà nó có cái vết sẹo to đùng như thế làm sao mặc được. Sao anh biết trên người nó có vết sẹo ở lưng? Em đã kể với anh bao giờ đâu. Thì cái lần sang nhà chơi nó chẳng kể như thế còn gì. Sao trong phòng mình lại có vỏ bao cao su nhở? Chả nhẽ cái Trà nó lại đem người yêu về đây. Nhưng mà nó làm gì đã có người yêu đâu. Lạ nhở. Chuyện vết sẹo đấy nó chỉ tâm sự với người cực thân thôi. Hay là bây giờ anh với cả nó còn thân với nhau hơn cả em đấy. Em cứ khéo đùa. Thôi, Trà nó sắp về rồi đấy, anh ra chuẩn bị đồ đi. Chúc mừng sinh nhật người bạn thân nhất của tôi. Thử nên đi. Cả nhà cụng ly nào. Chúc mẹ tuổi mới luôn xinh đẹp, nhiều tiền và đặc biệt là sớm kiếm được người yêu nha. Quà của mày này. Uầy, đúng cái áo mà tao thích luôn. Cảm ơn mày nhá. Anh đi dự sinh nhật mà không có cái gì tặng cho Trà à? Món quà mà tao thích ý, chắc là anh Thắng tặng được đấy. Quà gì đấy? Nói tao nghe đi.
À, tao đùa ấy mà. Anh Thắng sang đây chơi là vui rồi, quá cáo làm gì. Thôi, nâng ly lên. Yo. Linh ơi, em có ổn không? Cái Linh tiểu lượng kém lắm, chắc nó sốc ngất rồi ấy. Anh cứ để nó trong đấy đi. Hôm nay là sinh nhật của em cơ mà, anh phải tặng quà cho em chứ. Cái Linh ý, nó phải ngất đến tối mới tỉnh cơ. Cứ để em khóa cửa vào, rồi chúng mình tha hồ nhá. Tưởng nhốt được tôi à? Linh! Sao mày lại ở đây? Linh à? Cái trò khóa cửa của mày không cản được tao đâu chả. Tao không hề sai, tao chỉ giả vờ sai để xem bạn thân và người yêu của tao làm trò gì thôi. Em phải nghe anh giải thích đã. Anh ơi. Anh im mồm. Anh định nói đây chỉ là tai nạn do hai người uống cà chén thôi đúng không? Đúng, chuẩn rồi. Tôi đã đoán ra hai người tặng tịu với nhau từ trước rồi. Chắc là từ hôm anh sang đây ngủ nhờ đúng không? Ảnh của hai người tôi đã chụp đủ rồi. Tôi sẽ đăng lên trang của công ty anh và tao sẽ gửi cho bố mẹ mày. Chuyện tình lén lút cảm động đâm sau lưng bạn của hai người chắc sẽ phải được lan truyền rộng rãi đấy nhở. Linh Linh à, Linh, anh quần anh đâu? Không quần anh ra ngoài kiểu gì? Ai mà biết, mặc sát anh. Sinh nhật với chả sinh nghĩa, bực cái cả mình. Sếp, sếp ký giúp em hợp đồng này ạ. Được, cứ để đây, lát tôi ký nhá. Gớm, sếp làm gì mà mang theo cả gia đình thế này ạ? Sếp ơi, sếp có thấy nặng vai không ạ? Sếp có cần em giúp một tay để cho bớt nặng đi không? Không cần đâu, tôi quen rồi. Cô cứ làm tốt công việc của mình đi. Alo vợ à? Sao cơ? Em mang tài liệu đến cho anh á. Em đang không khỏe ấy. Anh đã bảo là ở nhà nghỉ ngơi đi rồi mà. Thôi rồi, đợi em một chút, anh xuống ngay đây. Trông thế mà rắn gớm. Cứ để xem. Thầy bói giải hạn tình duyên. Đây rồi. Xem review nào. Thầy này chuẩn lắm. Cắt duyên âm, nối duyên dương, cái gì thầy cũng làm được hết. Hay rồi. Fan này sếp cứ chờ đây. Thiên thần. Vừa nhìn qua đã thấy tương lai âm u mịt mờ. Hạn lớn, hạn lớn. Ôi thầy ơi, thầy nói con ạ. Nữ nhân tuổi Sửu, mệnh thủy, sinh giờ Mậu Tuất, năm Đinh Sửu. Số cô lận đận tình duyên, nhưng mà chỉ cần trải qua được kiếp nạn này thì từ nay về già không cần phải lo về cơm áo gạo tiền nữa. Thầy ơi, số con long đong lận đận rồi, đường tình duyên, công danh sự nghiệp chẳng ra đâu cả. Thầy ơi,
Thầy thương con, thầy giúp con với ạ. Con đợi ơn thầy, con đợi ơn thầy ạ. Cách thì không phải là không có, nhưng mà tốn đấy. Dạ, thầy ơi, thầy chỉ cần làm cho gia đình sếp con lục đục, nhất là con mụ vợ ấy, cho mụ ta xấu xí, bệnh tật, để sếp chú ý đến con ạ. Thế là con đợi ơn thầy rồi ạ. Thầy ơi, thầy thương tình giúp con với ạ. Thôi được, vì cô thành tâm, ta sẽ xem cho. Dạ. Đặt lễ vào đây. À, dạ vâng ạ. Con gửi thầy ạ. Ôi giời ơi, không linh không linh, thành tâm không linh. Dạ, đây ạ. Ứng rồi, ứng rồi. Ứng rồi. Nhưng mà để phép này có thể thành công thì ta cần lấy 3 cọng tóc của cô ta. Ta sẽ làm cho cô ta sức cùng lực kiệt, gia đình xào xáo. Dạ, con đội ơn thầy, con đội ơn thầy ạ. Thế thầy cho con xin phép về trước ạ. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Cho lui. Dạ, em chào chị ạ. Em là Ly, thư ký của anh Phương ạ. À, chào cô. Mời cô vào. Dạ vâng ạ. Mời cô ngồi. Vâng ạ. Chị ơi, hôm trước là em nghe nói sức khỏe chị không được tốt, nên hôm nay em mang một ít thuốc bổ để cho chị bồi bổ sức khỏe ạ. Cảm ơn cô Ly nhá. Dạ. Cô Ly chu đáo quá. Nhưng mà tôi cũng chỉ mệt sơ thôi, không có vấn đề gì đâu. Gì chưa, tầm này dịch bệnh, sức khỏe là quan trọng nhất đấy ạ. Nhất là chị này là vợ của sếp lớn nữa. Chị mà có mệnh hệ gì, sếp em không tập trung làm việc được đâu ạ. Tôi biết rồi. À, cô Ly uống nước gì nhở, để tôi lấy cho. Em uống nước gì cũng được ạ. À, nhưng mà nếu mà có nước cam thì càng tốt ạ. Nước cam à? Được rồi, cô đợi tôi nhé. Cô Ly cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Dạ vâng ạ. Em thật đấy. Chiếc giường này, chỗ nằm này sớm muộn cũng thuộc về tôi thôi. À, chị ạ, à, em tìm cái nhà vệ sinh ạ. Nước cam của cô có rồi đây. Dạ, em cảm ơn ạ. Cô làm việc thế mà được à? Ai ký duyệt mà đã dám giao hàng cho khách rồi? Ờ, dạ, chị anh yêu cầu bọn em phải giao gấp cho khách mà. Anh còn bảo là khách VIP của công ty, cần bỏ bớt thủ tục mà. Tôi không cần biết. Cô mà không làm xong nhiệm vụ của mình, tháng này đừng có học đòi nhận lương. Sếp không thể làm thế được đâu sếp ơi. Đây không phải là lỗi của em đừng đâu. Đừng có nói nhiều nữa, đừng có giải thích nhiều. Đứng để tôi phải điên lên. Sếp, sếp bổ cốc nước cho Hạ hả? Ờ, sếp ơi, sếp có chuyện gì đấy ạ? Chứ em thấy sếp có bao giờ nóng tính như thế này đâu ạ. Tự nhiên gặp phải chuyện không đâu. Trong khi vợ ở nhà thì toàn giận dỗi mấy cái chuyện linh tinh. Sếp ơi, chị nhà bị làm sao ạ? Tôi làm sao mà biết được. Tự nhiên giận dỗi, tôi chẳng hiểu tại sao nữa. Trong khi ở công ty bao nhiêu làm việc. Alo, đến công ty làm cái gì cơ? Được rồi, được rồi. Đứng yên đấy, tôi xuống luôn.
em bị bệnh, đau đầu suốt mấy ngày hôm nay, bảo anh chở đi khám anh không thể dành được một chút thời gian cho em. Nhưng vấn đề là công ty anh đang rất là nhiều việc, em có thể tự đi khám được mà. Vấn đề không phải là em tự đi, mà anh không quan tâm em. Anh không quan tâm em. Cô ta kêu đau đầu, hẳn là bùa của ông thầy có tác dụng rồi. Nhưng mà cứ như thế này á thì không ăn thua. Dạ, con nam mô di Phật, con nam mô di Phật, con nam mô di Phật. Thầy ơi, lần này thầy giúp con làm dứt điểm đi ạ. Giờ ý cô muốn sao? Dạ, con muốn chị ta phải chết, còn anh Phương phải yêu con ạ. Chuyện này khó đấy. Dạ, thầy ơi, thầy giúp con đi ạ. Thầy bảo gì con cũng làm, thầy bao nhiêu con cũng chi ạ. Thầy ơi, con nam mô di Phật. Thôi được rồi, vì cô thành tâm như vậy nên là tôi giúp. Nhưng mà lần này lễ cao nên tiền đặt lễ cũng phải cao lên. Dạ, thầy bảo bao nhiêu con cũng đồng ý ạ. 500 triệu. 500 triệu ạ? Đúng vậy, tính tôi không thích kỳ kèo. Nếu mà cô không đồng ý thì mời cô về cho. Bên ngoài cửa còn đang rất nhiều người đứng chờ tới lượt. Cô về cho, đỡ mất thời gian của đôi bên. Dạ, con làm ạ. Thôi được rồi, coi như là thỏa thuận đã xong. Giờ chỉ còn chờ kịch hay thôi. Dạ, con đội ơn thầy, con đội ơn thầy, con đội ơn thầy ạ. Chưa? Dạ vâng ạ. Vâng, thế anh tới nhanh với em đi ạ. Cuối cùng thì cá cũng đã cắn câu. Ngày trở thành phu nhân chủ tịch của mình sắp tới rồi. Anh Phương, sao bây giờ anh mới tới? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy. Là chị bị ốm liệt giường, sao chị lại ở đây? Cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy? Cô nghĩ tôi bị bệnh vì cái trò buồng à, mê tín dị đoan của cô à? Là cô, chính cô mới là người bị bệnh, cần phải tỉnh táo lại đấy. Chị nói như thế là ý gì? Tất cả mọi âm mưu của cô tôi đều biết từ lâu rồi, chỉ là tôi đang diễn cùng cô để xem cô định giở trò gì. Hôm trước là em nghe nói sức khỏe chị không được tốt nên hôm nay em mang một ít thuốc bổ để cho chị bồi bổ sức khỏe đấy ạ. Cô ta lấy tóc mình là có ý đồ gì đây? Không lẽ... Nữ nhân đến đây muốn xem gì? Có phải anh làm bùa cho cô gái này không? Sao cô biết? Đừng tưởng tôi không biết. Cơ sở mê tín dị đoan của anh hoạt động trá hình, mang danh là nơi phục vụ tín ngưỡng, nhưng lại truyền bá mê tín dị đoan, làm bùa ngải hại người. Nếu như tôi báo lên công an thì anh cũng hết đường mà kiếm cơm đấy. Bây giờ cô muốn sao? Chỉ cần anh giúp tôi tương kế tiểu kế, khiến cho cô ta phải trả giá bởi những âm mưu nham hiểm mà cô ta đã định gây ra với gia đình tôi. Cô! Những gì tôi làm với cô là quá nhẹ nhàng với cô rồi đấy. Chỉ vì ích kỷ cá nhân mà cô dám phá vỡ gia đình người khác, thậm chí còn định sát hại người ta. Cô đúng là quá tàn độc vô liêm. Bản thân tôi, khi mà nghe vợ tôi kể, tôi không muốn tin đâu. Nhưng sau khi nghe gã thầy bói kể về âm mưu của cô ấy, đáng sợ đấy. Anh Phương, tất cả mọi điều em làm là vì em yêu anh. Vì em yêu anh nên em đã tìm mọi cách để có được anh như thế thôi. Yêu? Đấy mà gọi là yêu à? Chẳng phải là cô muốn
chiếm lấy cơ nghiệp mà hai vợ chồng tôi đã mất bao nhiêu công để gây dựng nên hay sao? Không phải như thế đâu ạ. Trước khi mà tôi tố cáo cho công an biết về những ý định giết người mà cô định tạo nên đấy, lúc đấy cuộc sống không yên đâu. Vợ anh vất vả rồi, anh xin lỗi vì đã tuyển một nhân viên hiểm ác và thâm độc như vậy. Gia đình mình không sao là tốt rồi. Em cũng phải cảm ơn anh vì đã không rơi vào bẫy của cô ta. Như thế thì chúng ta mới không bị đổ vỡ chứ. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Dạy em cách lên giường là được. Anh làm gì đấy? Chết này. Ướt hết người em rồi. Bắt đèn đấy. Bắt đèn như thế. Đèn thì đèn. Chị em vào kiểm tra đấy. Anh ra bàn ngồi đi. Giả vờ như đang dạy em nhá. Chị đem bánh kẹo cho anh gia sư với cả cô sinh viên ăn đây. Trinh, sao em lại đắp chăn kín người thế kia? Do em đang lạnh thôi. Hình như điều hòa để nhiệt độ thấp quá hay sao ấy. Chị ra ngoài chỉnh giúp em với. Để em học tí nào, cứ hở tí là vào. Được rồi, chị để bánh kẹo ở đây nhá. Anh, học như này chán òm nhá. Anh không cần phải dạy em môn toán cao cấp nữa đâu. Anh dạy em cách lên giường là được. Em hư thế, học sinh mà dám ngủ với cả thầy giáo. Thế không sợ chị gái em biết à? Này, anh là gia sư chứ không phải thầy giáo nhá. Với cả chị em bận kiếm tiền rồi, không biết chuyện này đâu. Chị em tin tưởng em hoàn toàn tuyệt đối mà. Thế chị gái em làm cái gì mà nhiều tiền vậy? Chị gái em là giám đốc công ty, bận lắm, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm tới em. Với cả, chị em tin tưởng em tuyệt đối, cứ nghĩ trẻ con chẳng biết gì. Buồn cười nhở, chị ấy không hiểu giới trẻ bây giờ ghê gớm như thế nào đâu. Ghê gớm thật đấy, trẻ con mà dám ngủ với cả gia sư. Thế thì anh gia sư phải chăm chỉ đến đây dạy em nhá, không thì em không lớn được đâu. Trinh, em lại phải thi lại môn toán cao cấp đi à? Chị đã thuê gia sư dạy kèm em môn đấy rồi cơ mà, tại sao vẫn phải thi lại? Hay là chị đổi gia sư khác cho em nhá? Chị có đổi 10 người nữa thì em cũng không học theo ý chị đâu. Em không thích học, với cả em là sinh viên năm thứ 2 rồi. Chị đừng lúc nào cũng ép buộc em theo ý chị chứ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, em đừng có bướng nữa. Nghe lời chị, cố gắng học cho xong, lấy cái bằng rồi muốn làm gì thì làm. Lấy bằng rồi thì sao? Em đang tuổi ăn tuổi chơi, em không muốn làm gì cả, em chỉ muốn chơi cả ngày thôi. Với cả nhà mình cũng giàu mà, chẳng lẽ không có tiền cho em chơi chắc? Em 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa hết tuổi nổi loạn à? Chị thì bận bù đầu ra, nhưng mà lúc nào cũng phải chạy theo lo cái việc học của em từng ly từng tí một. Tại sao em cứ phải để chị bận tâm những cái việc đâu đâu vậy? À rồi, cái việc lo lắng cho em ấy là những việc không đâu, không giá trị đúng không? Chị không cần phải lo cho em đâu. Anh Thắng dạy cho em tốt, nhưng mà em không muốn học đấy. Em... tại sao em cứ phải chống đối chị đấy nhở? Em bị trẻ trâu à? Ừ, em là trẻ trâu đấy. Em không xứng đáng là em gái của chị đấy. Chị đừng lo cho em nữa. Từ nay em không muốn nhìn thấy cái mặt chị nữa đâu. Trinh, em đi đâu đấy? Đến giờ học rồi mà. Trinh, đứng lại. Xin lỗi anh nhá. Hôm nay cho anh không dạy học được rồi. Tôi vừa cãi nhau với cái Trinh xong, con bé nó bướng quá nên bỏ nhà đi mất rồi. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Ở nhà tôi cũng có một thằng em, cũng trạc tuổi Trinh. Nó cũng bướng bỉnh lắm. Chắc là cô mệt mỏi lắm à. Tôi cũng có tâm sự với Trinh. Con bé nó ngưỡng mộ cô lắm. Nhưng mà
Nhiều lúc cô hay nóng giận rồi cáu kỉnh với con bé. Tôi có nói chuyện với nó bảo rằng là vì cô nhiều việc quá nên mới như thế. Linh này, là phụ nữ không nhất thiết lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra cáng đáng được mọi chuyện như thế. Mình nên có một người đàn ông để làm chỗ dựa. Nếu mà có chuyện gì cần tâm sự, cô cứ nói với tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cô. Lâu lắm rồi mới có một người đàn ông hiểu tôi như thế. Cảm ơn anh. Thực ra là anh thích em. Anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cơ. Nhưng mà anh không có dám thổ lộ. Không biết là em có thể cho anh một cơ hội để trở thành người đàn ông, là chỗ dựa cho cuộc đời em không? Em yêu của anh nhớ em quá. Anh làm gì đấy? Đi vào dạy học cho cái Trinh đi, con bé em nhìn thấy kỳ lắm. Thì làm sao, em phải cho anh tình cảm tí chứ. Nhớ gần chết rồi này, em đi công tác mấy hôm bây giờ mới gặp ấy. Rồi, anh cứ vào dạy học cho nó đi, xong rồi lát nữa dạy xong thì mình ra ngoài hẹn hò nhá. Mà anh đừng nói chuyện mình hẹn hò cho cái Trinh biết nhá. Em không muốn nó biết rồi nó nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến việc học với anh đâu. Lại muốn lười phải không? Nào dạy học bài đi. Ngạc nhiên chưa? Hôm nay mình học đánh vần trên giường đi anh. Lâu ngày không gặp, em nhớ anh quá. Em hư lắm, xứng đáng được anh phạt ở trên giường. Trinh ơi, sao khóa cửa thế? Chị mang hoa quả vào cho em này. Cái bà này đang vui thì lại vào. Thôi được rồi, để anh ra anh đối phó cho. Em từ từ đã. Trinh nó đang bướng, để anh khuyên bảo nó học hành đàng hoàng. Bây giờ em mà vào hai chị em đã cãi nhau à? Thành cầm đĩa hoa quả vào cho em nhé. Em yên tâm. Anh xử lý xong rồi. Em quên điện thoại trên nhà mất rồi. Đợi em lên lấy nhá. Ok em yêu. Tôi đã nghi rồi. Dạo này anh thân thiết với chị ta, lạnh lùng với tôi. Hóa ra hai người đang lén lút hẹn hò với nhau à? Ê, bình tĩnh nghe anh nói đó. Là chị gái em ép buộc anh phải hẹn hò với cô ta. Chứ anh nào có tình cảm gì với cô ta đâu. Cô ta biết là mình yêu nhau nên mới cố tình phá chuyện của mình đấy. Chứ em thấy cô ta quyền lực như thế, anh mà không hẹn hò với cô ta là anh bị đuổi việc ở trung tâm gia sư đấy. Anh nói thật không đấy? Anh nói thật. Một người xinh đẹp trẻ trung như em, anh không yêu thì thôi, anh chọn gì cái người như chị gái em. Thế sao anh không nói sớm? Em mà biết chị ta như thế, em sẽ có cách. Chị ta cậy có tiền và có quyền á, em sẽ làm cho chị ta mất hết tất cả mọi thứ. Anh mà nói sớm thì nó không phải ăn một cái tát rồi. Sao lại vào đây? Đồ khốn nạn, đồ cầm thú. Sao anh lại dám làm thế với em gái tôi? Tại sao hai người lại dám làm trò để sau lưng tôi hả? Đủ rồi đấy. Anh Thắng là người yêu của tôi, chứ không phải người yêu của chị nhá. Chị đừng hòng dùng thủ đoạn để ép buộc anh yêu chị.
Thì ngơi là chứ. Sao mày ngu thế hả em? Mày có biết mày vừa hại tao, hại công ty của tao không? Tài liệu mà tao để ở nhà, tại sao mày lại ăn trộm đem gửi cho công ty đối thủ à? Là bởi vì ấy, tôi ghét cái vẻ hống hách của chị đấy. Chị dùng tiền và quyền để ép buộc người yêu của tôi đến với chị. Cho nên tôi muốn ấy, chị mất hết tất cả mọi thứ. Để đến lúc đấy ấy, có ai còn ở bên cạnh chị nữa không? Mày đúng là dại dột quá Trinh ạ. Chính hắn ta là người đã phe vãn chị. Chị không hề biết mày đã ngủ với hắn ta. Tại sao mày không tin chị? Mày đi tìm một người ngoài như thế để rồi bây giờ ra nông nỗi này hả chị? Có thật không anh? Thế hai em nghe câu mía ngọt đánh cả cụ bao giờ chưa? Anh chỉ muốn thưởng thức cả hai đứa thôi mà. Anh dám lừa tôi à? Tôi khốn nạn! Thì sao? Em định làm gì tôi? Tôi sẽ tố cáo anh ra tòa về việc lợi dụng nghề nghiệp để giờ trò đồi bại. Và tôi sẽ tung hết mọi chuyện cho trung tâm gia sư của anh, để cho mọi người biết con người anh là như thế nào. Mày nghĩ là mày làm gì được tao hả? Ai đứa chúng mày hướng mặt tao đấy? Chưa xong đâu. Chị, em xin lỗi chị, em sai rồi.